Thưa quý vị và các bạn, để đưa hoạt động xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đi vào thực chất, hàng năm tại hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo đều tổ chức những sự kiện bên lề nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ và kết nối. Tại CA Expo 2016 vừa qua, hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 200 doanh nghiệp Trung Quốc đã có dịp tiếp xúc tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại đầu tư thông qua hội nghị giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp hai nước tại mỗi kỳ hội chợ CA Expo luôn là một sự kiện hết sức quan trọng. Hội nghị nhằm tạo cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc tìm kiếm được những đối tác tin cậy phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước tăng trưởng ổn định và bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội nghị giao thương lần này có nhu cầu tiếp cận nhà nhập khẩu Trung Quốc đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất, hàng gia dụng, vật liệu xây dựng, đồng thời tìm kiếm các nhà cung cấp Trung Quốc đối với các loại máy móc công nghệ cao, đối tác hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, dệt may, chế biến gỗ, tổ chức sự kiện. Tại hội nghị, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nghiêm cho biết, hiện nay công ty đang xuất khẩu nhựa thông sang thị trường Trung Quốc, nhưng mới chỉ thông qua công ty trung gian tại Lạng Sơn. Để tìm kiếm đối tác có thể giao dịch trực tiếp thông qua đường xuất khẩu chính ngạch, công ty đã tìm đến hội nghị giao thương Việt Trung lần này. Nếu như gặp được đối tác thì có thể là hai bên mà thỏa thuận một cái tốt nhất thì có thể là vận chuyển hàng đến nơi thì nó hay hơn. Bởi vì sau khi vận chuyển đi lại đó, thì cái hàng là hàng của tôi là cái hàng đặc chủng là nước. Vì vậy cho nên nó sẽ hao hụt. Mà chỉ cần là bốc tại kho bãi và vận chuyển đến tận gốc thì cái sự hao hụt nó giảm đi rất nhiều. Và nó thuận tiện rất nhiều cho cái việc kinh doanh. Không chỉ có các doanh nghiệp tư nhân, nhiều địa phương của Việt Nam sau lần đầu mở gian trưng bày cũng đã quay lại hội chợ năm nay để kêu gọi xúc tiến đầu tư thông qua những dự án cụ thể. Ví như Quảng Ninh, với lợi thế về cảng biển, về cảnh quan du lịch, về nguồn lợi nuôi trồng thủy sản, v.v. Tỉnh đang rất cần nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội. Và chúng tôi hy vọng là mang những cái sản phẩm của chúng tôi, cụ thể là các dự án chúng tôi đã biên tập và giới thiệu, mang các dự án đi quảng bá tại các cái hội chợ triển lãm để mọi người biết tiềm năng cơ hội có thể đầu tư tại Quảng Ninh, tìm kiếm được các cái doanh nghiệp cũng như các cái đơn vị tổ chức mà có thể phối hợp với chúng tôi làm cái tay nối dài cho chúng tôi tại nhiều nơi, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Trung Quốc cũng như các địa bàn khác trên thế giới. Với lợi thế về khoảng cách địa lý, thị trường tiềm năng, Việt Nam cũng là đích nhắm đến của các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ cơ hội, chủ động liên lạc với ban tổ chức để có thể kết nối với đối tác Việt Nam ngay tại hội nghị giao thương. Trong xu thế chung hiện nay thì chúng tôi cũng bắt buộc phải tìm kiếm mở rộng thị trường ra bên ngoài. ASEAN là một thị trường lớn mà chúng tôi rất coi trọng do khoảng cách địa lý gần với Trung Quốc. Trong đó thì Việt Nam là một sự lựa chọn rất tốt. Tôi đã từng tới Việt Nam để khảo sát thị trường và thấy rằng bên đó đang thiếu những sản phẩm mà công ty chúng tôi có thể cung ứng, nên đã quyết định đến hội chợ lần này để tìm kiếm đối tác hợp tác. Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức lần đầu năm 2010, sau 7 lần liên tiếp đã và đang tạo nên một nhịp cầu đầu tư hiệu quả cho các doanh nghiệp hai nước. Tại CA Expo 2016, Việt Nam là quốc gia danh dự, nên hoạt động giao thương này rất được coi trọng. Doanh nghiệp Việt Nam tìm đến ngày càng đông, còn các doanh nghiệp Trung Quốc từ nhiều tỉnh thành cũng đến đây để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Chúng tôi hy vọng rằng những hoạt động như thế này sẽ còn tiếp tục được tổ chức trong những năm tới. Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam cho biết, 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch thương mại song phương Việt-Trung đạt 38,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,18% so với cùng kỳ. Đến nay, Trung Quốc có 1.500 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 10,86 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 9 trên 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Với những hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, chắc chắn rằng kim ngạch thương mại và cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc sẽ khởi sắc hơn.